Chào mừng các con đến với tiết học toán lớp 5. Cô là Hoàng Thị Như, giáo viên trường tiểu học Hương Canh A, thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Cô rất vui cùng được đồng hành với các con trong tiết học toán ngày hôm nay. Trước khi bước vào bài học mới, cô cùng các con sẽ đi khởi động và ôn lại kiến thức chúng ta đã học nhé. Các con hãy cho biết hình hộp chữ nhật có đặc điểm gì? A. Có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh, 3 kích thước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao. B. Có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh, 1 kích thước, đó là cạnh. C. Có 6 mặt, 4 đỉnh, 12 cạnh, 3 kích thước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Thời gian suy nghĩ của các con là 3 giây, 3 giây bắt đầu. Bây giờ, cô mời các con cùng hướng lên màn hình để chúng ta cùng kiểm tra đáp án với đáp án của cô nhé. Đáp án của cô là A. Các con có ra đáp án như vậy không? Hình hộp chữ nhật có đặc điểm là có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh, 3 kích thước, chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Đó là kiến thức mà các con đã học ở những tiết học trước. Ở những tiết học trước, các con đã được học về hình học phẩm. Các con biết tính diện tích, chu vi của một hình học phẩm. Các con đã được học về khối hộp, được học về đặc điểm của hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Và các con đã được học về thể tích của một hình. Đối với hình hộp chữ nhật, các con đã biết tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Vậy để tính thể tích của hình hộp chữ nhật, chúng ta làm như thế nào? Bài này ngày hôm nay, cô cùng các con sẽ đi tìm hiểu điều đó nhé. Cô mời các con cùng mở sách giáo khoa trang 150 nào. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay đó là các con có biểu tượng về thể tích của hình hộp chữ nhật. Biết cách tính và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật. Vận dụng công thức tính để giải các bài toán có liên quan. Nào, cô cho chúng ta cùng bước vào phần bài mới nhé. Toán thể tích hình hộp chữ nhật. Để tính thể tích của hình hộp chữ nhật này, ta làm như thế nào? Chúng ta cùng đi tìm hiểu ví dụ 1 nhé. Ví dụ, tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao là 10cm. Các con cùng đọc lại đề bài nào. Bây giờ, các con đối bài của cô nhé. Ví dụ, tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm. Các con cùng hướng lên màn hình, cô có hình hộp chữ nhật trên. Hình hộp chữ nhật này có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao là 10cm. Để tính được thể tích hình hộp chữ nhật này với đơn vị đo là cm khối, chúng ta cần tìm số hình lập phương có thể tích 1cm khối xếp vào đầy đủ. Bây giờ chúng ta cùng đi xếp hình nhé. Các con cùng đến với cô xem một hàng xếp được bao nhiêu hình lập phương có thể tích là 1cm khối nhé. Như vậy, chúng ta vừa xếp được một hàng có 20 hình lập phương có thể tích là 1cm khối đấy các con ạ. Bây giờ chúng ta xem một lớp xếp được bao nhiêu hàng nhé. Các con đếm cùng cô nào. Hàng 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 hàng. Vậy một lớp có bao nhiêu hình lập phương có thể tích là 1cm khối? Mỗi lớp có 20 x 16 bằng 320 hình lập phương
1cm khối. Chúng ta cùng xếp xem có bao nhiêu lớp nhé. Như vậy, các em vừa quan sát trên màn hình thì chúng ta thấy chúng ta xếp được 10 lớp, mỗi lớp có 320 hình lập phương 1cm khối. Vậy 10 lớp này có bao nhiêu hình lập phương có thể tích là 1cm khối nào? 10 lớp có 320 x 10 bằng 3200 hình lập phương 1cm khối. Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật trên là 20 x 16 x 10 bằng 3200 cm khối. Chúng ta cùng quan sát xem các thừa số trong tích trên là các kích thước nào của hình hộp chữ nhật nhé. 20 chính là chiều dài các con ạ. 16 là chiều rộng và 10 là chiều cao. 3200 chính là thể tích của hình hộp chữ nhật trên. Vậy muốn tính thể tích của hình hộp trên thì chúng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng đơn vị năm. Chúng ta sẽ được thể tích của hình hộp đã cho. Từ phép tính trên, cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu để rút ra công thức tính và quy tắc tính thể tích của hình hộp chữ nhật nhé. Chúng ta cùng quan sát trên màn hình nào. Các con cùng làm nào. Thể tích bằng chiều dài nhân chiều rộng nhân với chiều cao. Vậy muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta làm như thế nào? Chúng ta cùng quan sát lên màn hình nhé. Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo với các con ạ. Hình hộp chữ nhật trên có kích thước là A là chiều dài, B là chiều rộng, C là chiều cao. Và nếu cô ký hiệu V là thể tích của hình hộp chữ nhật thì công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật như thế nào nhỉ? Chúng ta cùng quan sát lên màn hình nhé. V bằng A nhân B nhân C. Trong đó A chính là chiều dài, B là chiều rộng, C là chiều cao và V chính là thể tích của hình hộp chữ nhật các con ạ. Đó cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Bây giờ các con cùng hướng lên màn hình. Chúng ta cùng đọc ghi nhớ của bài nhé. Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Các con đọc lại cho cô nào. Bây giờ các con đọc lại cùng cô nhé. Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Và đây chính là công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật đấy các con ạ. V bằng A nhân B nhân C. Trong đó V là thể tích của hình hộp chữ nhật, A, B, C là ba kích thước của hình hộp chữ nhật đấy các con ạ. Như vậy, vừa rồi cô cùng các con đã đi tìm hiểu ví dụ thứ nhất và rút ra được quy tắc và công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Để các con nắm khắc sâu hơn kiến thức của bài học thì cô cùng các con sẽ đi thực hành, luyện tập, làm các bài tập ở trong sách giáo khoa. Bài 1. Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài là A, chiều rộng là B và chiều cao là C. A. Với A bằng 5cm, B bằng 4cm và C bằng 9cm. B. Với A bằng 1,5m, B bằng 1,1m và C bằng 0,5m. C. Với A bằng 2/5dm,
B bằng 1/3 dm và C bằng 3/4 dm. Bây giờ cô mời các con làm bài tập nhé. Với bài tập này thì các con quan sát thấy phần A ba kích thước đều cùng đơn vị đo, phần B, phần C các kích thước cũng cùng một đơn vị đo. Vì vậy các con chỉ việc áp dụng công thức các con vừa học để tính kết quả của bài tập này. A, thể tích của hình hộp chữ nhật là, các con lấy chiều dài là 5, chiều rộng là 4, chiều cao là 9, kết quả được 180 cm³. Tương tự như vậy, phần B, thể tích của hình hộp chữ nhật là 1,5 x 1,1 x 0,5 bằng 0,825 m³. C, thể tích của hình hộp chữ nhật là 2/5 x 1/3 x 3/4 bằng 1/10 dm³. Đáp số A 180 cm³, B 0,825 m³, C 1/10 dm³. Như vậy, qua bài tập số 1, các con đã áp dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật vận dụng vào làm bài tập số 1. Vậy, muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta làm như thế nào? Chúng ta chỉ việc lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo các con ạ. Để vận dụng và mở rộng hơn về cách tính thể tích của một hình hộp chữ nhật, cô cùng các con sẽ đi bước tiếp sang bài tập số 2 nhé. Bài 2, tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình sau. Các con cùng quan sát lên màn hình, các con thấy khối gỗ của cô không có dạng hình hộp chữ nhật như chúng ta vừa học. Vậy làm thế nào để chúng ta tính được thể tích của khối gỗ này? Các con biết không? Đối với hình học phẳng, các con đã được tính diện tích của một hình. Muốn tính diện tích của một hình mà không phải là một hình các con đã học như hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hình bình hành, hình thoi, các con đã biết cách các hình đó chia các hình đó thành các hình các con đã học, dựa vào các kích thước để các con tính diện tích của từng hình, rồi các con cộng lại được kết quả của hình đã cho. Thì đối với khối gỗ cũng tương tự như vậy các con ạ. Khối gỗ của chúng ta là một hình bất kỳ, không phải là một chữ nhật. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chia cái khối gỗ này thành các hình một chữ nhật có các kích thước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao để chúng ta tính thể tích của từng hình hộp chữ nhật nhỏ. Sau đó các con cộng lại thì được kết quả của bài toán, đó là thể tích của khối gỗ. Vậy với bài toán này chúng ta có những cách nào? Các con cùng hướng lên màn hình nhé. Cách thứ nhất, các con có thể chia theo chiều dọc. Chúng ta sẽ được hai hình hộp chữ nhật, đó là hình hộp chữ nhật 1 và hình hộp chữ nhật 2. Các con sẽ tính thể tích của hình hộp chữ nhật 1, tính thể tích của hình hộp chữ nhật 2, rồi các con cộng thể tích của hai hình lại thì các con sẽ được thể tích của khối gỗ đặt trong. Ngoài cách 1, chúng ta còn cách 2, đó là các con cắt ngang. Các con cũng được hai hình hộp chữ nhật, hình hộp chữ nhật 1 và hình hộp chữ nhật 2. Với cách 1 và cách 2 là các con đi cắt hình. Nhưng ngoài cách cắt cái hình thì các con còn một cách nữa, đó là các con ghép thêm một khối hình hộp chữ nhật để cho kín khối gỗ trên. Các con tính thể tích của khối gỗ to, sau đó các con tính thể tích của khối gỗ hình hộp chữ nhật mà các con cho thêm vào, rồi các con lấy khối gỗ thể tích của khối gỗ to trừ đi thể tích của khối gỗ đã cho thêm thì các con được thể tích của khối gỗ ban đầu. Bây giờ cô cho mình cũng đi tính thể tích của khối gỗ theo các cách mà cô đã hướng dẫn các con ở bên trên nhé. Cách 1, các con sẽ chia đôi khối gỗ theo chiều dọc. Các con nhìn thấy khối gỗ này có chiều dài là 15 cm. Khi cắt đôi ra thì các con dòng tương ứng
Đoạn này là 8 cm. Các con bấm lên chỗ này là 8 cm. Vậy để tính được chiều dài của khối gỗ bị căng ra, các con làm thế nào? Các con chỉ việc lấy 15 cm là chiều dài của khối gỗ ban đầu. Các con trừ đi cái đoạn này là 8 cm thì được chiều dài của khối gỗ các con cắt ra. Các con cùng quan sát lên màn hình nhé. Bây giờ chúng ta cùng cắt khối gỗ làm hai phần nào. Chúng ta đi tính thể tích của khối gỗ hình một chữ nhật 1, rồi tính thể tích của khối gỗ hình một chữ nhật 2 nhé. Sau đó các con cộng lại thì được thể tích của khối gỗ đã cho. Thể tích của khối gỗ hình hộp chữ nhật 1, các con quan sát lên bảng, chúng ta lấy chiều dài là 12 nhân với chiều rộng là 8 và chiều cao là 5 cm, được kết quả là 480 cm khối. Chúng ta cùng đi tính thể tích của khối gỗ thứ hai nào. Trước khi tính thể tích của khối gỗ thứ hai thì chúng ta phải đi tìm chiều dài của nó như cô vừa hướng dẫn các con ấy. Chúng ta lấy chiều dài của khối gỗ ban đầu là 15, các con trừ đi cái đoạn này là 8 thì chúng ta được kết quả là 7 cm. Như vậy chúng ta vừa đi tìm được chiều dài của khối gỗ còn lại, chính là khối gỗ thứ hai là 7 cm. Bây giờ chúng ta cùng đi tính thể tích của khối gỗ thứ hai nhé. Chúng ta lấy chiều dài là 7 nhân với chiều rộng là 6 và chiều ngang là 5 cm, kết quả được 210 cm khối. Và bây giờ chúng ta muốn tính thể tích của khối gỗ ban đầu, các con chỉ việc lấy thể tích của khối gỗ thứ nhất cộng với thể tích của khối gỗ thứ hai, chúng ta được kết quả thể tích của khối gỗ ban đầu áp số là 690 cm khối. Như vậy cô và các con vừa đi tính thể tích của khối gỗ đã cho bằng cách chia đôi khối gỗ thành hai phần bằng cách cắt dọc theo khối gỗ. Bây giờ cô cùng các con sẽ đi tìm hiểu cách cắt ngang của khối gỗ thì chúng ta sẽ tính như thế nào nhé. Các con cùng bấm lên màn hình nào. Chúng ta sẽ chia đôi khối gỗ thành hai phần theo chiều ngang. Chúng ta cũng được hai hình một chữ nhật. Khi chúng ta chia đôi khối gỗ này thành hai phần thì chúng ta quan sát cái cạnh này của khối gỗ này là 12 cm. Vậy khi chia đôi ra thì làm thế nào để chúng ta tính được cạnh còn lại của khối gỗ? Chúng ta chỉ lấy việc lấy 12 này, chúng ta quan sát, chúng ta dóng tương ứng này, chúng ta trừ đi 6, đoạn này là 6, thì chúng ta sẽ được cạnh còn lại của khối gỗ. Chúng ta cắt ra các con ạ, chúng ta cùng quan sát nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính thể tích của từng mỏ gỗ một nào. Thể tích của hình hộp chữ nhật 1, chúng ta lấy chiều dài là 15 nhân với chiều rộng là 6 và chiều cao là 5, kết quả được 450 cm khối. Chúng ta sẽ đi tìm chiều rộng của hình hộp chữ nhật 2. Các con quan sát này, các con chỉ việc đến 12 trừ 6 bằng 6 cm. Vậy chúng ta sẽ tính được thể tích của hình hộp chữ nhật 2 bằng cách là lấy chiều dài là 8 cm nhân với chiều rộng là 6 cm và chiều cao là 5 cm, kết quả được 240 cm khối. Và chúng ta sẽ tính được thể tích của khối gỗ ban đầu bằng cách là lấy thể tích của khối gỗ 1 cộng với thể tích của khối gỗ 2 thì ra thể tích của khối gỗ ban đầu là 690 cm khối. Chúng ta cùng quan sát sang cách 3 nhé. Các con sẽ ghép một khối gỗ hình hộp chữ nhật nhỏ để cho nó đầy kính khối gỗ của chúng ta đã cho, tạo thành một khối gỗ hình hộp chữ nhật lớn có chiều dài 15 cm, chiều rộng 12 cm và chiều cao là 5 cm.
Vậy tính thể tích của khối gỗ hình hộp chữ nhật lớn ta làm như thế nào? Các con cùng nhìn lên bảng nhé. Chúng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng nhân với chiều cao bằng 900 cm khối. Vậy làm thế nào để tính được thể của khối gỗ? Chúng ta vừa cho nên là chúng ta phải nhìn tương ứng các cạnh của nó. Các con cùng quan sát lên màn hình. Để tính được chiều dài của khối gỗ cho nên, các con thấy cái cạnh này là 15 cm. Các con trừ đi cạnh tương ứng là 8 cm thì sẽ được cạnh của khối gỗ là 7 cm. Tương tự như vậy, muốn tìm chiều rộng của khối gỗ này, các con quan sát cạnh tương ứng của nó là 12. Các con so tương ứng sang thì cái cạnh này là 6. Vậy muốn tìm cạnh còn lại, các con chỉ việc lấy 12 trừ 6 và các con cũng được kết quả là 6 cm. Chiều cao các con thấy, các con chỉ cần gióng tương ứng thì các con thấy chiều cao của khối gỗ đã cho. Tương ứng với chiều cao của khối gỗ, các con cho thêm vào là cũng là 5 cm. Vậy muốn tính thể tích của khối gỗ chúng ta cho thêm, các con chỉ việc lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao, 210 cm khối. Muốn tính thể tích của khối gỗ ban đầu, các con chỉ việc lấy thể tích của khối gỗ lớn trừ đi thể tích của khối gỗ cho thêm thì các con sẽ được thể tích của khối gỗ ban đầu. Các con cùng quan sát lên màn hình và kết quả của chúng ta là 690 cm khối. Đáp số 690 cm khối. Các em ạ, đối với những bài toán như thế này, các em cần vận dụng linh hoạt công thức tính thể tích của một hình hộp chữ nhật để tính thể tích của một hình bất kỳ. Trong thực tế thì còn rất nhiều những bài toán như vậy các em ạ. Để chúng ta vận dụng tốt hơn công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật và các bài tập ứng dụng trong cuộc sống thì cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu tiếp bài tập số 3 nhé. Cô mời các em cùng hướng lên màn hình nào. Bài 3. Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình vẽ dưới đây. Em cùng đọc lại bài cho cô nào. Cùng đọc theo cô nhé. Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình vẽ dưới đây. Đối với hình vẽ thứ nhất, em thấy trong cái bể này có đáy là hình vuông, có cạnh là 10 cm. Và nước ở trong bể là chiều cao 5 cm. Nhưng khi thả hòn đá vào thì các em quan sát cạnh của mức nước không thay đổi, vẫn là cạnh của hình vuông. Nhưng chiều cao của mức nước đã thay đổi. Do đâu mà chiều cao của mức nước đã thay đổi? Đó là do thể tích của hòn đá đã nằm chiếm trọn trong nước có trong cái bể này. Vậy làm thế nào để tính được thể tích của hòn đá? Chúng ta cùng quan sát đi bạn nhé. Chúng ta có hai cách tính các con ạ. Cách 1, các con tính thể tích nước. Lúc sau, các con tính thể tích nước lúc đầu. Rồi các con lấy thể tích nước sau trừ đi thể tích nước lúc đầu thì các con sẽ tính được thể tích của hòn đá. Ngoài cách này ra thì chúng ta còn một cách nữa, đó là các con quan sát vào đây trên màn hình của cô. Các con thấy cạnh của mức nước là không đổi, nhưng chiều cao của mức nước là thay đổi. Các con quan sát mức nước ban đầu có chiều cao là 5 cm, nhưng đối với khi mà chúng ta đã cho hòn đá vào thì chiều cao của nước đã thay đổi là 7 cm. Vậy các con chỉ việc tính chiều cao của nước tăng thêm, sau đó các con sẽ tính được thể tích của nước tăng thêm, chính là thể tích của hòn đá các con ạ. Cách 1, chúng ta sẽ tính thể tích nước trong bể lúc đầu. Các con quan sát đi bạn, chúng ta chỉ cần lấy cạnh nhân cạnh nhân với chiều cao. Vì sao chúng ta lại lấy cạnh nhân cạnh?
sao nó không giống những bài ban đầu nhỉ? À, những bài ban đầu của chúng ta đối với bài 1, bài 2, đáy của nó là hình chữ nhật, nên các con sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Nhưng ở đây, đáy của nó là hình vuông, nên các con sẽ lấy cạnh theo cạnh để tính được diện tích của một hình vuông, rồi các con nhân với chiều cao. Sau đó, các con sẽ tính thể tích nước trong bể lớp sau. Các con lấy cạnh theo cạnh nhân với chiều cao và được 700 cm khối. Và chúng ta sẽ dễ dàng tính được thể tích của hòn đá nằm trong bể, đó là lấy thể tích nước lúc sau trừ thể tích nước lúc đầu, và thể tích của hòn đá là 200 cm khối. Đáp số là 200 cm khối đấy các con ạ. Ngoài cách này ra thì chúng ta còn một cách nữa, các con quan sát lên màn hình nhé. Khi chúng ta thả hòn đá vào thì chiều cao của nước trong bể hoàn toàn thay đổi 7 cm. Vậy các con chỉ việc tính chiều cao của nước tăng thêm, các con lấy chiều cao nước lúc sau trừ đi chiều cao của nước lúc đầu là 2 cm, và các con sẽ dễ dàng tính được thể tích của hòn đá bằng 10 x 10 x 2 bằng 200 cm khối. Đáp số 200 cm khối. Như vậy, qua bài tập số 3 này, bài tập này chính là bài tập mà các con hay gặp trong cuộc sống nhất, và các con đã biết vận dụng công thức tính thể tích của hình cầu chữ nhật vào trong những bài toán ứng dụng với cuộc sống hàng ngày đấy các con ạ. Ví dụ như chúng ta phải tính thể tích của một bể chứa. Tính thể tích của một bể cá cảnh, hoặc tính nước ở trong bể. Tính thể tích của không khí trong một phòng học. Với những bài tập này thì các con sẽ được vận dụng và học tập ở trong những tiết học tiếp theo các con nhé. Cô và các con vừa hoàn thành bài học của ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng nhắc lại kiến thức chúng ta vừa học nhé. Các con cùng đọc theo cô nào. Muốn tính thể tích của hình cầu chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Và công thức tính thể tích của hình cầu chữ nhật: V bằng A nhân B nhân C. Trong đó, V là thể tích của hình cầu chữ nhật, A, B, C là ba kích thước: chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Các con thân mến, như vậy là cô trò mình vừa hoàn thành bài học của ngày hôm nay. Nhiệm vụ tiếp theo của các con là hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa bài 1, 2, 3, trang 121. Và để chuẩn bị tốt cho bài học ngày hôm sau, các con sẽ chuẩn bị đọc trước cho cô bài thể tích hình lập phương trang 122. Các con thân mến, tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin chúc các con có nhiều sức khỏe, học tập tốt. Cô rất mong được đồng hành cùng các con trong những tiết học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các con.